nội tạng động vật đối với người châu Âu thì có thể họ đem họ vứt đi. Tuy nhiên đối với người châu Á và đặc biệt người Việt Nam chúng ta thì đây là một trong những món ăn khoái khẩu nha quý vị. Ở đây là chúng tôi làm món ruột xào với gốc hành. Đây là cái công đoạn gần hoàn thành rồi đó. Nhớ là gia vị nêm và các công đoạn làm thì các bạn có thể xem ở các cái trang mạng ha. Đây là nó gần chín rồi. Ta bỏ gốc hành vào xào trước. Rất là bắt mắt ha các bạn. Món này mà ăn với cơm hay là uống với vài lon bia thì rất là khoái khẩu. Bây giờ cho thêm cái lá hành vào nữa, lá hành nó mau chín hơn nên các bạn cho vào sau. Quá tuyệt vời. Cần 1-2 phút nữa là ta có ăn rồi. Ok, bây giờ đã hoàn thành rồi đó. Rất là tuyệt. Bây giờ ta thưởng thức nha. Đó, gấp một miếng ruột, thêm một gốc hành nữa. Wow, quá ngon, quá tuyệt vời. Chúc các bạn ngon miệng nhé.